quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Admin group NT Hương Giang chính thức lên tiếng, gửi lời xin lỗi chân thành và tuyên bố sẽ đóng group. Những ồn ào giữa Hương Giang và NT fan suốt vài ngày qua vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Như đã hứa, tối ngày 31 tháng 10, Hương Giang đã cho lên sóng số đầu tiên của series Sao Kết Bạn cùng NT fan. Đoạn clip kéo dài 17 phút 42 giây và đúng như những gì mà nàng hậu đã nhá hàng trong dòng trạng thái trước đó, rất nhẹ nhàng và tích cực, rất thư giãn. Ekip Hương Giang cũng cam đoan những hình ảnh và nội dung trong clip là sự thật và không có bất kỳ sự dàn dựng nào. Nếu đây là clip dàn dựng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau khi đoạn clip lên sóng, admin của group NT Hương Giang đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Cụ thể, người này cho hay ban đầu chỉ lập group nhằm mục đích cho vui, nhưng không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Và việc tấn công và nỗi đau của một người chuyển giới chưa bao giờ là một việc làm đúng đắn. Cuối cùng, admin cũng gửi lời xin lỗi chính thức đến Hương Giang và tuyên bố sẽ đóng group để không xảy ra những tranh cãi không đáng có. Xin chào member, mình là admin của group NT Nữ Hoàng Đạo Lý. Mình là một học sinh cấp 3, ban đầu vì không thích Hương Giang nên đã rủ một vài người bạn lập ra group này để NT cho vui. Mình là một người trong cộng đồng LGBT nên mình luôn dặn mọi người là không được miệt thị giới tính của chị Hương Giang. Nhưng bọn mình không lường trước được. Việc duyệt quá nhiều thành viên vào nhóm đã tạo ra sự mất kiểm soát trong việc kiểm soát ngôn từ của các member của group, dẫn tới có rất nhiều bình luận vượt ra ngoài tiêu chí của một NT vui vẻ ban đầu mình đề ra. Dần dần thành những hành động quá khích và những lời lẽ xúc phạm miệt thị tới chị Hương Giang. Bản thân mình không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như thế này, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chị Hương Giang. Sau khi tìm hiểu các thông tin về luật an ninh mạng, mình đã biết những hành động này là không đúng. Mình hy vọng mọi người cùng giúp, nếu có NT thì hành xử đúng chừng mực. Đúng với đạo đức, đừng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người khác. Mục đích của group này không giống như ban đầu mình mong muốn, nên mình cũng sẽ ngưng hoạt động group từ đây. Và mình hy vọng những group khác đang có ý định dùng những lời lẽ xúc phạm và việt thị một nghệ sĩ thì mong các bạn hãy dừng lại, vì mình nhận ra rằng việc công kích một ai đáng trên mạng xã hội là điều không nên làm. Và cuối cùng, mình muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến chị Hương Giang vì đã vô tình gây nên những tổn thương và thiệt hại đến chị. Mình sẽ đóng group từ đây mà không hoạt động mãi đến về sau và cam đoan không làm những điều tiêu cực tương tự trên mạng xã hội nữa. Admin của group NT Hương Giang đã chính thức lên tiếng. Trước đó, Hương Giang cũng đã đến nhà một trong những NT của cô để xử lý chuyện phỉ báng danh dự và ôm nhau để làm hòa. Những ngày qua, ồn ào giữa Hương Giang và NT fan đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng trước những lời xúc phạm nhân phẩm danh dự công kích quá khích, việc phản pháo cũng là lẽ thường tình, tuy nhiên các chuyên gia truyền thông lại cho rằng hành động của Hương Giang đã phần hơi nóng vội, tạo ra nhiều phản ứng trái ngược từ cộng đồng mạng.